cái mái nhà là mọc rêu hết rồi. Đấy, có cả những cái cây cây thân thảo. Đấy, còn ở trên nóc nhà thì thấy có một cái miếng tôn cũ đã mục nát hết rồi, luôn chọc trời luôn. Chắc không mới chỗ đấy là không thủ luôn. Ở chỗ này bây giờ là chỗ đàn ngủ đi với cả cái này là chỗ bàn thờ đây, bàn thờ đây chắc là che mỗi có mỗi miếng ni lông này. Năm nay hai vợ chồng hết tuổi lao động rồi, còn có cậu này, cậu con trai út này ở cùng. Đấy, chú thì hiện tại là một cái mắt này, camera có thể gần lại một chút thì nó mắt hỏng từ bé rồi, thì hiện tại cũng không lao động được đấy. Thì vật bây giờ anh nhà em nói lại một câu là như này nhá, thì anh thấy hoàn cảnh của chú ấy thì anh thấy rất là thương. Đấy, như hôm nay rét như này là cậu này là cũng không có gì mặc này, không có áo khoác này. Đấy, bố thì cũng chập thêm 4 năm cái áo vào mới ở được. Ở chỗ này thì khá là cao. mọi người nhìn thấy ở dưới này không có gì để che chắn cả. Một phát gió từ thung lũng dưới kia lên là vào đây luôn, nên là đứng đây cảm giác lạnh hơn nhiều so với dưới kia. Đấy thì em nói lại ông anh nhá. Cái mái nhà của chú này ấy, nếu mà mưa ấy là sẽ không ở được. Đúng không? Mưa là sẽ không ở được. Vì em nhìn thấy em biết rồi đúng không? Mưa là sẽ dột hết. Mưa có dột hết không em? Nên là mưa là cứ lấy chậu về hứng này à? Hứng mưa. Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Minh Hiếu. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Một hành trình mới, Minh Hiếu cùng với em phần hai con đến với một hoàn cảnh phải nói là rất là khó khăn. Hai vợ chồng già và một đứa con nữa. Qua những cái thước phim của Tuấn Nắng Bạn thì là quý vị cũng một số khán giả cũng đã được xem rồi, là cái ngôi nhà lập bằng danh và nhìn thấy thấu trời. Đấy, không biết là mưa gió là họ ở như thế nào. Đấy, thì ngày hôm nay mình Hiếu tiếp tục cùng với em Vân hai con sẽ lên. Đấy, thì tâm sự qua gia đình xem là phải nói là
khó khăn rồi. Đấy. Nói đến cái nhà như thế là chắc chắn là khó khăn rồi. Đấy. Thì có thể là lý do khó khăn của họ là thiếu kiến thức, không biết, chưa biết làm ăn chẳng hạn, ví dụ thế, hoặc là tuổi tác cao rồi không thể làm gì khác được, nên là dẫn đến là khó khăn. Đấy, thì ngay sau đây xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi, cùng theo chân mình Hiếu cũng như em và hai con lên nhà, cái hoàn cảnh mới đó, hoàn cảnh này cực kỳ là mới luôn. Đấy thì hôm nay mình Hiếu mới mới quay lên sóng. Đấy thì ngay sau đây xin mời tất cả quý vị theo chân nhá. Let's go. Đường đi hơi khó đấy. Đi đường này à Tuấn? Đi đường này được. Còn nếu như mà đi đường tắt thì thôi, đi đường tắt quay lại, đi đường bên này đi. Đường tắt đi. Không đường tắt thì đi đường này à? Đi đường tắt ngay đằng sau xe này. À đi đường tắt đi. Chờ đi tắt lên trên. Đường tắt cho nhanh. Úi giời đây kìa. Lại giới thiệu một tí là ở đây có một cái view khá là tuyệt vời như quý vị nhìn thấy. Quá là đẹp luôn. Đấy. Đấy một dãy kìa. Một đàn kìa. Một đàn xe máy kìa. Một đàn nghe nó ấy quá. Một tốp xe máy của những phượt thủ. Đấy, những phượt thủ đi trên cái cung đường này về Du Già hoặc là về Yên Minh xong lên Mèo Vạc. Nhưng mà đa số là họ đi qua đường này là sẽ về Du Già để nghỉ chân và thưởng thức những cái homestay của người Tày ở trong đấy. Đấy, bây giờ thì rét rồi thì không đi tắm suối được. Ở trong Du Già có một cái thác cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nhưng mà bây giờ rét thì không đi được, nhưng mà họ vẫn muốn vào đấy để trải nghiệm những cái gì mà gọi là đơn giản, đơn sơ nhất. Đấy, những cái phong tục tập quán, những cái món ăn của người Tày ở đấy. Đấy thì đi. Đi qua đây à? Có đường đi như là Tuấn? Đây đằng kia thêm một tí nữa. Có một cái đường lối tắt để đi lên. Nếu mà đi qua cái góc cua ở ngoài này thì nó xa. Không đi bộ cho nó phải chân. Đi bộ giờ này đi bộ cho nó ấm, lạnh quá, dùn hết cả người rồi. Đây, lối đi bộ đây. Rồi đấy nhà. Lối đi bộ này chỉ đi được lúc trời như này thôi. Mưa là không đi được. Ở đây thì nếu mà mưa phát là khả năng là vô ích ầm ầm nhá nhỉ. Người dân người ta còn điệu pro lên cái đường này được mà. Nhìn như vậy thôi nhá. Nhìn ở đây lên trên kia có vẻ là gần thôi nhưng mà đi là cũng lâu đấy. Lâu quá. 15 phút à? Con đi bình thường là 15 phút à? Đi từ dưới xe kia lên là 20 phút đấy. 20 phút á? Ừ. Là cái đoạn đường hết đường bê tông ở dưới kia cơ. À. Còn đây thì khoảng hơn 10 phút. Quá là ngọt luôn. Rất là tuyệt vời. Đấy thì quý cô bác anh chị nào có nhu cầu về sản phẩm mật ong hoa Bạc Hà ấy, thì có thể liên hệ với Minh Hiếu qua số điện thoại là 0375 430 547. Minh Hiếu sẽ ghi ở trên màn hình của video nhé. Đi đường nào Tuấn? Đi đường này. Tí vẩn sẽ thấy là một cái độ dốc, độ cao xếp khoảng 5-6 mét cơ. Nhà đấy nhé. Đường này à? Đúng không? Đi qua cái đường cái bể này. Đi nhau chết rồi. Ê, cô bố xí xa hả? Ê, bố xí xa hả? Đấy, Vân hôm nay có Vân đi theo rồi. Nói chuyện được hơn.
Không, người lớn tuổi này là chào không nghe đâu, chào không biết đâu. Ta đi đường nào? Ta đi đường này à? Đúng rồi, đi qua đằng sau cái nhà này. Đi qua sau nhà này. Đúng rồi. À, chiến này. Nguyên là cái đường vào đến nhà còn rích rắc rồi. Đây phải nói là đi luồn lách qua những cái khe đá ấy, mới tới nhà được, không biết là cái nhà như ở như thế nào. Đấy. Lại xuống đúng không? Đúng rồi, đằng sau, đi qua đằng sau cái nhà đấy. Thế còn sau này có cho đi không? Có mà, đường đi mà. Xin chào nhá. Ờ, cháu về. Vâng vâng. Ờ, nhất thế nào? Cháu về. Ừ. Thế ừ. Vâng, cháu chào ông nhá. Thế à, ông già đây à? Có phải bố của em không? Đúng có đấy. Bố của em đấy. À? Đúng đấy. Ui ú. Nhất thế nào? Đấy, em chào anh nhá. Đi 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 vào nhà. Nhưng mà sao lại ở chỗ như thế? Em còn đi học không? Em không đi học. Không đi học nữa à? Đúng rồi. Ô, thế bao nhiêu tuổi rồi còn không đi học? Em 15 tuổi. Không đi học. Chẳng có ai làm. Không ai làm việc đúng không? Không có. Không ai làm nương à? Không có ai múa tê đúng không? Thế là ở nhà. Thế không múa cả tơ nữa. Dâu mà. Ôi thế thì mệt đó nhỉ. Là đất. Đây. Cái đầu tiên nhất là như mọi người có thể nhìn thấy này. Cái mái nhà là như Minh Hiếu nói ở phần đầu là đã nhìn thấy mặt trời đấy. Còn bên trong như thế nào thì không biết. Rồi cái đầu tiên nhất là cái mái nhà rồi. Là bằng danh. Cái mưa này chả rột à em? Mưa có dột không? Mưa nhà có dột không? Mưa nhà có dột nước rơi xuống nhà không? Ồ, thế lại bảo không. À, thế. Ờ. Ô, chỗ này. Chỗ này mà say rượu. Chỗ này say rượu 2-3 xuống dưới luôn đấy. Nguy hiểm nhỉ? Khoảng 5-6 mét đấy nhỉ? Sao ở nguy hiểm đấy nhỉ? Đấy thì rộng khoảng 450 phân đấy, cái đoạn kia kìa. Ờ, chào bà nhá. Nhá, chết là người ta. Đây là bà chủ nhà đây à? Đúng rồi. Đấy, nhà bé bé xinh xinh thôi. Đây, khả năng là cho mượn cái camera một tí rồi. Đấy. Ở bên trong nhà thì hiện tại thì cũng hôm nay là trời âm u ấy, cũng không sáng lắm, nhưng mà đây cho mọi người có thể nhìn thấy là được là cái toàn cảnh của bên trong ngôi nhà là như này. Đấy. Nhìn thấy mặt trời, nếu mà hôm nay mặt trời nắng là nhìn thấy mặt trời luôn. Chiếu luôn. Đấy. Thùng lỗ chỗ. Thế cái này là mưa là chả dột hết ướt hết nhà em. Bị hả? Có ướt hết nhà không? Đây lò bể lò. Lò nước ở trên nhà thì sẽ lò sau lò á, lò bể lò sẽ nó sẵn đi lò. Thế thì nó chờ sợ tới nó chờ bể nó lò à lò phá nó không nó muốn nó để chỉ tao nhóc kia nè này. Nước mà là lò. Đổ nó chỉ ca là gần nước lành lặn luôn. À mưa về là nước như này luôn à? Mưa nước chảy che giấy nước là nước che là xuống. À với lại nước thì có mưa to, nước thì đưa em chạy xuống. Thế sao ở đây lâu lắm rồi em? Hả? Từ lúc em đẻ là ở đây à? Nên nhớ nên rõ rồi hết à? Nên nhớ rõ rồi. Ít thì nên nhớ nên lại gì? Ít thì nhớ lại. Ít thì nó sẽ bay nhấp bay bay. Là như nào vậy? Ý thì nhỏ là nói luôn hơn là nói nhiều cũng từ nhỏ đến lớn là đã ở đây rồi lâu
Thế là từ nhỏ đến lớn ở đây rồi. Ông là như kiểu là bị mắt bị làm sao ấy phải không? Mắt bắt ông bị làm sao? Vân hỏi sao? Có sao không bao giờ có cháu không? Lúc con muốn đi là thẳng thế. Cũng mũ trò ấy. Cũng lò ấy. Cũng lò tàu mơ ấy. Nhẹ chỉ có kệ thế à? Ờ, mũ trí số à? Ừ, trong ý thế chứ bởi cháu lâu là mũ trong tàu về. Thì cháu tàu về? À, là thì về là thì vào nhà nó là thì đi làm việc nó là đấu thì vào nó là chỉ bị đau à. Nó là chỉ không bây giờ có nhìn thấy không bây giờ có nhìn thấy không không nhìn đâu không nhìn thấy à ừ, không nhìn đâu. Ồ, thế nhìn một mắt thôi à nhìn một mắt má này thì nhìn là má này thì không nhìn đâu à. Mắt trái là không nhìn thấy rồi, đúng không ừ. Không kìa. Ô rồi đấy, à, cái căn nhà này thì chắc được độ khoảng độ hơn 20 mét vuông gì đấy thôi, đúng không? Nhiều nó nè, chỗ 24 này. Không đến. À, tao biết là tôi là giờ tôi chọn một cái là xã chỉ tôi có một cái tăng ở tôi chọn này. Ờ. Cũng không có điện luôn à? Chỉ một tầng à? Hả? Mua mà chụp lúa tàu tỏ rồi nè. Đâu? Bóng điện đâu? Nhà nó kém cầu. Nó là cháu tôi là... Không có rồi. Nhà của mình là không có rồi em? Không có được. Em tên là gì? Hạ. Hạ à? Dạ, mấy Hạ. À... Ôi ở đây, hôm nay đến đây thì lại có một cái căn nhà phải nói là quá là khó khăn. Đấy, chú năm nay là bao nhiêu tuổi hả? Hát tao sung 60 đi. 60 à? Ừ. 60 tuổi. 59 tuổi rồi. Ôi, có hai năm chứ rồi, 60 tuổi rồi. À, 60 tuổi. Thế là lúa trong mà, có thỏ mà. Bọn này là hát tao? Là 61. 61 à? À. Ừ, 62 đấy. Chú là 60. Còn là 62 đấy. Cô là 62 tuổi rồi, cũng có tuổi rồi. Hết tuổi lao động rồi. Ừ. Đấy. Thế là cậu này có con trai út à? Ừ, có trai rồi. Thế là nhà là có bao nhiêu đứa con? Ba con, nó là có một con đây là con to là gì? Nhà ở đây. À, con to là nhà đây à? À, con to con cả. Con đầu tiên đúng không? Con to. Con to. Đấy. Ông là tất cả là có mấy người con đúng? Ba con là có hai là ở xuống dưới kia. À. Có ba trai à? Tất cả em có bao nhiêu là tất cả? Nó hay mưa như nhiều phụ vệ đâu là. Hỏi ông xem có con gái không? Ba con là ở bên này hết rồi. À? Mua mà mua ý chung mua trong hồ mua ớ mấy chung mua lông mà hồ lâu dễ bê dụ chú bê dụ thầy sư ạ. À, tất cả là 6 con luôn đúng không? Ba trai ba gái. À. Thì hôm nọ bảo 12 con là ngạc nhiên quá. Hôm nọ bảo 12 con ngạc nhiên quá. Là 6 người thôi đúng không? Ba trai ba gái. Nhưng mà sao lại ở chỗ khó khăn thế? Sao không xuống dưới ở một tí chỗ này khó khăn quá. Nếu có tại con là địa sẽ có chuyện muốn nhớ mà chuyện muốn nhớ về cái nhớ sáng một chút xíu mẹ tu nhớ nó là vì giờ bé nhớ trường trả mà bé chỉ mua tay này là chỉ mua tay đã tiền nặng đã ăn rồi mọi nhớ thì mà bé chỉ mua tay không có nương ở dưới đây đúng không không có nương dưới con nương đúng không con nương thì muốn lên nửa trên này chỉ mua tay là tiền là chỉ mua nhau nhẹ cho nó tiền thôi. Thế là không có chỗ nho thật đấy nhờ. Chỉ mua cho một chỉ mua mẹ chỗ nho ấy nhờ. Không có đâu nhỉ. Thế phải nói là rất là vất vả, rất là khó khăn. Đấy thì bây giờ mình Hiếu sẽ đưa mọi người đi vòng xung quanh một vòng thôi, đi chú đi cùng tí nhỉ. Đi xem nào. Đi ra ngoài tí cho nó sáng. Đi ra ngoài. Ở trong này tối quá. Nhưng mà đi qua chỗ này có đi được không? Hả? Ôi, chỗ này không đi được đâu. Ra đằng sau này chưa nào. Ra xong rồi. Bên này.
Đây phải nói là ở trong nhà thì hơi tối một tí. Đấy. Vì cô bác anh chị là thông cảm một chút rồi đang nói câu chuyện giờ là năm nay là ông là 60 tuổi rồi, bà là 62 tuổi, cuộc sống là rất là khó khăn. Đấy, có một cậu con trai này là cậu con trai út này đi về đây xem nào. Thế là học đang học giờ là nghỉ học luôn. Học lớp mấy? Học hết 5 năm xong nghỉ á? Thế là bố mẹ là không làm được việc xong là nghỉ đúng không? Khổ quá nhỉ. Cô có thể nào đi làm nhà thì em bố mẹ cũng bảo em. Đây em dịch ra đây. Em dịch ra đây rồi, ok. Đấy. Thế là mình có lương nhiều không? Anh không biết rồi. Cái một em đó ăn đồng. Ừ, thế là ít. Có ít là một sinh. Một sinh à? Tức là bình thường thì ăn cái gì? Ăn hầu hầu nó bóc cừ hay nó mò? Nó bóc cừ à? Hàng ngày ấy. Nó mò lên. Nó mò bóc cừ xí hoa. Từ mình tôi học tôi trò rồi mà tôi chọc cái nó mò bóc cừ xí hoa. Thế nhưng mà cũng phải con nương thì mới nó bóc cừ được chứ. Nó mò bóc cừ xí hoa. Nó mới ra xa thì nó mò bóc cừ thế là. Thế thì chưa lấy vợ đâu đúng không? Chưa. Lấy vợ chưa? Chưa. Anh sợ nhất là 15 tuổi là lấy vợ rồi thì hỏng đấy. Đấy thì bây giờ là nghỉ học rồi. Anh cũng không biết định hướng như thế nào được bởi vì có 15 tuổi thôi. Đấy. Hạ nhỉ? Phải hạ không? Hạ 15 tuổi. Đấy cũng không biết là định hướng cho em ấy làm như thế nào được bởi vì là lao động thì chưa đến tuổi. Đi công ty cũng chưa đến tuổi. Đấy, cực kỳ là khó luôn. Đấy, còn ngôi nhà thì đấy, như thế này luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn qua bề ngoài là như vậy. Đấy thì mình Hiếu đi ra vòng đằng sau cho mọi người xem một tí này. Đấy, thì nãy thấy đằng sau là đấy cũng xuống cấp nhiều quá rồi. Với lại cái đường ngõ ngách đi vào bên trong ngôi nhà này thì tương đối là khó khăn đấy. Ở đây chắc họ dùng nước mưa ấy. Nước mưa hay nước gì ấy hả? Dùng nước mưa à? Mình dùng nước mưa hay là nước nguồn? Để không có nước nguồn à? Có. À. Đấy, còn cái đây, cái mái nhà đây. Cái mái nhà là mọc rêu hết rồi. Đấy, có cả những cái cây thân thảo. Đấy, còn ở trên nóc nhà thì thấy có một cái miếng tôn cũ đã mục nát hết rồi. Đấy, những cái chỗ như thế này thì mục hết rồi. Không biết là mưa gió là họ sẽ ở như thế nào. Để trên này một tí có thể là nhìn thấy rõ hơn đấy nhỉ. Đây. Lên trên này là nhìn thấy rõ hơn. Ai giờ. Đấy. Thì Vân thì nhìn thấy ngôi nhà này vất vả không Vân? Là khó khăn. Đấy. Đi nhiều mới biết là còn nhiều hoàn cảnh là còn khó khăn lắm đúng không? Đấy. Nên là ngày hôm nay là anh mới gọi em đi cùng để đến để chia sẻ. Biết đâu là thông qua em là kết nối giúp đỡ được những cái hoàn cảnh khó khăn như thế. Đấy, phải nói là rất là khó khăn đấy. Cái mái nhà thì coi như là cũng không che được mưa rồi, chỉ che được nắng một chút thôi. Đấy, mưa to là dột đấy nhỉ. Mưa to là lấy chậu về hứng à? Đấy, còn chưa vào xem cái hết những cái chỗ trong nhà đấy.
đây là đang ở bên ngoài thôi, bởi vì vào trong nhà là cũng tối quá. Trời ấm u. Hôm nay trời nó không nắng, nếu mà nắng thì ok ngay. Đấy. Thế là cái chuồng bò kia là của em hay của ai? À, của em không có bò đâu đúng không? Thế thì thế là của anh trai à? Bò là lại của anh trai đúng không? Bò là không phải của chú à? Bò có phải của chú không hay là của bò này đây? Cứ nhu cho chị gió, á. Bò đấy, bò này phải cháu kiên đêm bò đấy. À đấy à, không phải của mình đâu đúng không? Tú đi chứ. Đấy, đây bên này cũng thế này. Còn như là bay hết nóc rồi này, những cái chỗ kia là thủng hết. À. Thế thì ngủ ở đâu? Mù pư ở đâu? Bữa tên này. À, ngủ đây à? À. Nhưng mà ngủ đây thì ôi giời. Thằng này không sợ cháy à em? Hả? Không sợ cháy à? Đây này. Chỗ thì cháy nên cháy còn cháy. Chỗ này này. Cháy cũng sao cậu? Cháy anh thà toàn cháy nữa. Thế này mua hoàn thì ở đi trong. Chỗ này không đun bếp ngay đây luôn. Đấy, kê ngay giường. Đấy, có khi là có mỗi chỗ này là không dột thôi mọi người ạ. Đấy. Đấy, bởi vì là đây này, thùng luôn, chọc trời luôn. Chắc có mỗi chỗ đấy là không thùng luôn đúng không? Mỗi chỗ này bây giờ là chỗ đàn ngủ kia với cả cái này là chỗ bàn thờ đây, bàn thờ đây chắc là che mỗi có mỗi miếng ni lông này. Đấy. Cảm giác cái nền nó vẫn ẩm ẩm đấy đúng không? Chắc là mưa hôm qua. Mày hôm nay mưa cứ mưa phùn thế này là nó kiểu này nó ở ẩm như này suốt mà. Đấy. Đi mới biết được còn nhiều nhà nó khó khăn lắm mọi người ạ. Cái này là cho tu bùa à? Cho chị gió tu bùa á? À, nhà mình có mấy con đúng không? Cảm lợn nữa. Ừ, lợn ấy. Lợn là có một con bé bé. Có một con bé bé này à? À. To như thế là chỉ chết. To như thế thì chết. Cứ bệnh là chết à? To như thế là chết à? Ừ. To như thế là chỉ chết thế. Thế là phải bé bé như có con bé bé như này rồi đúng không? Nó giả kiếm mùa. Thế là Hạ là ngủ đây à? Hạ ngủ đây. Hả? Cháu rồi. Thế bố mẹ là ngủ đây? Đi xem cả nhà nước. Chú tên là gì? Già Dũng Lì. Già Dũng Lì à? Ừ. À. Lì à? Già Dũng Lì. Lì đúng không? À, già Dũng Lì. Già Dũng Lì. Thế em là già Mỹ Hạ à? Già Dũng Lì. Giàng chứ đúng không? Già. 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 Già Dũng Lì. Già. Già mà. Khó khăn quá, vất vả quá. Đây này. Đấy, cái ngôi nhà thì ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên. Hôm đầu tiên Minh Hiếu lên đây. Nhưng mà Minh Hiếu cũng hỏi qua một số cái ấy. Thì cũng biết được rằng là chú ấy cũng rất là vất vả. Đấy. Năm nay hai vợ chồng là hết tuổi lao động rồi, còn có cậu này, cậu con trai út này ở cùng. Đấy, chú thì hiện tại là một cái mắt này, camera có thể gần lại một chút thì cái mắt hỏng từ bé rồi, hiện tại là cũng không lao động được ấy. Thì vật đây, bây giờ anh nhà em nói lại một câu là như này nhá. Thì anh thấy hoàn cảnh của chú ấy thì anh thấy nó rất là thương. Đấy, đây, như hôm nay rét như này là cậu này là cũng không có gì mặc này, không có áo khoác này. Đấy, bố thì cũng chập thêm 4 năm cái áo vào mới ở được
ở chỗ này thì khá là cao. Khá là cao mọi người nhìn thấy ở dưới này không có gì để che chắn cả. Một phát gió từ thung lũng dưới kia lên là vào đây luôn, nên là đứng ở đây cảm giác lạnh hơn nhiều so với dưới kia. Đấy thì em nói lại hộ anh nhá. Cái mái nhà của chú này ấy, nếu mà mưa ấy là sẽ không ở được, đúng không? Mưa là sẽ không ở được. Thì em nhìn thấy em biết rồi đúng không? Mưa là sẽ dột hết. Mưa có dột hết không em? Nên là mưa là cứ lấy chậu về hứng này à? Hứng mưa. Mưa là chả dột hết à? Mưa là. Thì bây giờ em hỏi Hạ nhá. Bây giờ Vân hỏi Hồ Anh tí là bây giờ ví dụ mà cho bạt che tạm thôi, nghĩa là lấy bạt về che tạm cái mái nhà này ấy, thì là chú với Hạ có làm được không? Ba dùng bạt cho nên bọn. Để che cho đỡ mưa rột thôi. Sao nào nhất chỉ áp che nó thôi. Ủa, mua to đi không? Làm được gì? Nhưng mà anh thấy nguy hiểm lắm đây này. Nhưng mà bây giờ là không biết là trèo lên thế nào được. Mấy cái tre để bắt ngang, bắt dọc này này. Để lập danh này này. Là mục hết rồi. Bây giờ không biết trèo kiểu gì để làm ấy. Đấy, xong ở bên dưới này thì nó lại... Bên dưới này thì lại quá dốc luôn. Đấy, cũng quá nguy hiểm. Không biết làm thế nào được. Đây, mọi người có thể nhìn thấy là quá dốc luôn. Đấy. Thế nên là không biết làm thế nào được. Đấy thì chỗ này mà loằng ngoằng là trượt chân là còn rơi xuống đấy. Không. Này mà hầu chơi là như thế này là đi xuống ơ. Tủa này như thế này đi là xuống luôn, cũng không có lan can gì. Mình Hiếu cũng phải sợ một điều là như thế. Ở đây trẻ con cũng có đấy mọi người ạ, cũng có trẻ con đấy, nhưng mà không biết là đã có cũng nghĩa là mình đang nghi ngờ thôi, không biết là những cái đứa trẻ mà nó ra đây là nó khác, có một cái linh cảm gì đấy, nó không xuống hay là nó không đi nữa. Nếu mà ra đây trượt chân cái là đi xuống luôn, rơi luôn đấy. Thì quay trở lại cái câu chuyện đấy thì đây Vân lại tiếp tục hộ anh phiên dịch tí là anh muốn là lấy cái bạt về để che những cái chỗ này ấy. Chú ạ. Đấy, được. Lấy bạt về che tạm những cái chỗ này ấy. Thì cái này bạt này vô có chỉ thốt xong nào. Cái là nhỏ hơn đây đi. Làm nào cho xem ta tìm được chứ, ta đâu nhớ ngày la anh ấy nghe mà có thể bao tiền rồi. Chợt là cho tôi hết tàu đồng chào nhau. Không có là mưa là dột vào nhà quá. Mưa là dột vào nhà quá. Lấy cái bạt về che tạm vào. Chỉ có bằng cách thế thôi. Chứ còn bro thì thay bro thì cái bởi vì là cái khung nhà này cũng không ổn nữa rồi mọi người ạ. Cái khung nhà này là cũng đã mục hết rồi. Đấy, bây giờ cho bro lên là có khi còn không chịu được. Nên là lấy bạt về che tạm mưa thôi. Đấy thì mình Hiếu đang tính như thế là bà sẽ trích cái quỹ của nhà hảo tâm để gửi gắm trên cây của mình Hiếu đấy. Hiện tại là số tiền cũng còn tương đối là nhiều. Đấy thì đấy, trong thời gian vừa rồi ấy, thì là mình Hiếu là nhận được cái số tiền của nhóm cô Lê Thị Cẩm Hồng này, chị Hằng này, Phạm Thị Ngọc Dung ở Canada là 5 triệu đồng thông qua kênh của em Hiệp Tam Giác Mạch. Đấy thì và các cái số tiền trước của các cô các chú đấy, ủng hộ để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn ấy, thì khả năng là Minh Hiếu sẽ quyết định là chi ra khoảng vài trăm nghìn đồng để mua một cái tấm bạt để phủ lên cái mái nhà của chú Ly nhỉ. Chú tên là Ly à? Ly à? Đấy, hạ gì Ly nhỉ? Già Dũng Ly à? Đấy, Già Dũng Ly. Đấy, thì Minh Hiếu sẽ trích một ít bạt ra để tiền để mua bạt. Em sẽ cố gắng làm nhá. Em có làm được không?
Thì hôm nay là chủ nhật rồi. Đấy, thì khả năng là sẽ thì em không biết là hả? Hay là được thì em không biết là không lấy bạt về che vào trên này nó đỡ rột đấy. Hả? Cũng không làm được à? Hay là làm được? À, lấy bạt về, lấy bạt này gọi là cái gì hả? Vần vần phiên phiên gì cậu anh nhỉ? Bàn thì cũng là cái mông là gì? Cũng là đại bàn. Đại bàn này. Đại bàn ấy. Đấy, lấy về che vào để nó khỏi mưa. Cái mông này đại ta. Nha chú nhá. À, sẽ đấy, Hạ sẽ làm nhá. Tuần tới là khoảng độ thứ bảy hoặc chủ nhật thì anh sẽ vào. Đấy. Anh sẽ vào hoặc là Tuấn sẽ vào để mua bạt để sửa cái mái nhà của em. Nhá. Không có là cũng rất là khó. Đấy, không có mưa này là không ở được đâu mọi người ạ. Mọi người mình Hiếu quay một vài lần cái mái nhà dột nhiều quá. Đấy, thì trích ra cái số tiền là khoảng mấy trăm nghìn đồng để mua khoảng độ chỗ này là phải cái này cũng phải tương đối là dài đấy nhỉ. 7428 1 chiều là 4 mét à? 56 mét vuông. Một chiều là 4 mét. 4 mét với cả kéo tầm từ đây sang bên kia là 7 mét. 7 mét thì phải lợp 2 tấm. 2856 thì là 14 mét. Khoảng 60 mét vuông đúng không? Ừ. Rồi. 14 mét bạt thì khả năng là đủ. 14 và 16 đấy. Đấy thì tới nay mình Hiếu sẽ trích tiền ra để mua 14 mét bạt vào để cho 432. Chú Ly. Đấy, chú Ly để che cái chỗ ngủ đó. Không có là mưa và đang ngủ thế này mà mưa dột trúng đầu là không ngủ được đâu nhỉ. Đấy thì đợt này thì mình Hiếu cũng xin tạm dừng video đây. Còn những cái thông tin mới hoặc là những cái chương trình triển khai mới ở nhà chú Ly ấy thì có thể là nếu mà mình Hiếu không vào được thì có thể là em Tuấn em sẽ vào để triển khai. Đấy, Tuấn nắng bản ấy sẽ vào triển khai cùng với gia đình. Đấy, cũng biết chỉ biết làm như thế này thôi mọi người ạ. Bởi vì là hoàn cảnh khó khăn thật. Đấy, còn nhiều tiền hơn nữa thì không có. Đấy, còn trong tầm khả năng thì mình Hiếu sẽ trích cái số tiền đó để ra để hỗ trợ cho chú ấy. Thứ nhất, vì cái lý do chú cũng hết khả năng lao động rồi. Đấy, hết tuổi rồi. Đấy, hai vợ chồng già rồi. Đấy, không đi làm gì được. Sáu mấy tuổi rồi. Đấy, còn cậu con trai út thì hiện tại là đã cũng đang có 15 tuổi đó, cũng chưa có cái công việc gì hay là cũng chưa biết đi làm gì để kiếm tiền về để sửa soạn lại cái mái nhà. Đấy, thì mình Hiếu xin phép các quý nhà hảo tâm để trích lấy số tiền đó. Đấy, tới này thì mình Hiếu sẽ làm như thế nào thì sẽ quay ở trên video cho mọi người cùng xem. Đấy, thì đến đây thì thời lượng của video của mình Hiếu xin phép tạm dừng ở đây. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi. Đấy, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.